Chào các bạn, đây là một con bàn phím Logitech G810. Chiếc bàn phím này lần đầu mình được gặp và mình rất muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì nó có cái phím bấm khá đặc biệt. Nó là một loại phím bấm độc quyền của hãng này. Zoomer G6X, đây là một dạng nút bấm độc quyền của hãng Logitech. Cho nên lần đầu tiên mình gặp và sửa, không biết liệu có đủ khả năng để sửa chữa nó hay không. Và việc đầu tiên chính là mình muốn để các bạn cũng được xem và biết về cấu tạo của cái loại phím bấm này nó thế nào. Bề mặt bên trên khá đặc biệt, sau khi mình tháo keycap ra, ở chính giữa này là một cái đèn LED nhiều màu. Bây giờ mình sẽ thử tháo ra để xem của nó kiểu gì. Con này thì tất cả các cái vít bắt nó đều được giấu ở trong tất cả các vị trí này. Giấu ở trong này. Và bây giờ thì mình mở nó ra. Cái vít này là mình đã tháo sẵn rồi nhé, và mình chỉ việc cậy thôi. Tất cả các cái phím bấm của nó là dạng hàn anh em ạ. Sờ đây thấy rất là sắc. Rất là sắc nha. Như vậy là nó ở dạng hàn. Và sau đây thì mình sẽ tiếp tục tháo ra để khám phá của nó. Con chip của nó khá đặc biệt. Quả thật là phím đặc quyền, nó sẽ có những cái rất là độc. Bây giờ mình sẽ giã hàn thử. Thoạt nhìn cấu tạo ở mặt sau thì mình thấy cũng không có gì là đặc biệt. Ở đây tất cả các đường mạch nó đi cực kỳ nhiều, các đường mạch cực kỳ nhỏ, cực kỳ mỏng. Đây là các cái đường mạch cực kỳ tinh vi này để nó điều khiển rất nhiều hiệu ứng nét anh em ạ. Bởi vì con nét này nét đa màu. Và đối với phím bấm, ở đây chúng ta đặc biệt quan tâm phím bấm, thì chúng ta sẽ thấy được cái cấu tạo của nó là như thế này. Đây sẽ nổi bật lên là chúng ta sẽ thấy có những con diode dạng ba chân như thế này. Mình sẽ zoom xuống để anh em nhìn rõ cái con diode ba chân. Đây là con diode ba chân. Thì nó vẫn cứ theo một cái nguyên tắc cơ bản. Ví dụ từ chân dương này được đóng điện khi chúng ta nhấn sang bên chân âm này, cái tín hiệu dương điện sẽ chạy qua đây và chạy về một bên của con diode ba chân này. Diode ba chân này nó sẽ có cái cấu tạo, mình hiểu nôm na là nó ghép đôi thôi. Tức là nó là hai con diode. Bên này là vào đây và sẽ ra tín hiệu ở đây, nó sẽ vào mạch chung. Và ngược lại ở bên này thì con này sẽ được nối vào chân này và cũng lại ra đây. Nó không thể thông từ đây sang đây. Cũng không thể thông từ đây ngược lại hai chân này, mà nó chỉ ăn một chiều là từ bên này sang đây và từ bên này sang đây. Đó, con diode ba chân nó sẽ có cái chức năng là như vậy. Nó là cánh cổng một chiều và nó có hai đường vào một đường ra. Như vậy là cái mà chúng ta tò mò muốn xem chính là những cái phím bấm khá đặc biệt này. Bây giờ chúng ta sẽ giã hàn để xem cái phím bấm đặc biệt này nó như thế nào. Ở đây có một số phím bị liệt, ví dụ như phím tab này chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ giã hàn cái phím tab. Đây, ở phím tab này, chúng ta sẽ khám phá cái phím tab này xem nó kiểu gì. Trước hết là một cái chân này, nó là chân thông chung mà mình nhìn thấy theo đường mạch này. Nó ăn nối ra đây, nối chung sang đây. Chúng ta sẽ đo thử xem. Nó thông mạch. Nó thông với phím trên này. Và nó thông với dưới này. Đó, nó thông rất là lằng nhằng.
Nó không theo một cái quy luật theo kiểu dọc ngang mà mình dễ hiểu đâu. Bây giờ cái phím này mình sẽ đo sang chân con này. Như vậy nó thông. Giờ mình đo tiếp con đĩa hốt ba chân này xem. Ở đây thì phải đo về chế độ đo thông thường. Số đo là 131 kilo ohm. Chân bên kia là 129 kilo ohm. Chân bên này 130 kilo ohm bình thường. Chúng ta đo thử ở con khác 130 kilo ohm. Như vậy với cái phím bấm này mà bị liệt, mình đo kiểm tra với đường mạch ở bên chân này thông bình thường, đường mạch ở chân này thông bình thường. Vậy thì nguyên nhân là do ở trên cái phím bấm này. Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp xả và chúng ta sẽ xem cái phím bấm này cấu tạo của nó như thế nào, liệu có khắc phục được hay không. Đây, vị trí chân nó cũng là hai cái chân cắm bình thường. Ở chính giữa là một cái led cực kỳ nhỏ. Và đây là cái phím bấm của chúng ta. Chính giữa của nó là một cái thấu kính bằng nhựa để nó khuếch đại ánh sáng và nó đưa lên tận phía trên này. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái phím độc quyền này xem nó có gì đặc biệt nhé. Mình chỉ cần sửa mẫu một chiếc này thôi. Nếu như có thể thì cũng chính là để cho anh em dễ dàng làm theo. Trước hết mình thử xem con này nó khi mà mình nhấn thì nó có thông hay không. Cái này nó tiếp xúc không tốt thì cái đo cái giá trị điện trở nó sẽ không về được như mình mong muốn đâu. Nhiều khi phải đưa đi đưa lại đến mấy lượt. Đây, mình sẽ đặt nó đây để tì nó xuống. Chính là khi tì xuống chính là như là mình nhấn. Tiếp xúc không tốt này. Hơn 200 ohm. Đáng lẽ nó phải ở dạng thông mạch. Đấy, nó phải thông mạch như thế này này. Nhưng như thế này là tín hiệu không được dẫn thông. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tháo cái phím bấm độc quyền này ra xem là cấu tạo của nó như thế nào, có thể khắc phục được hay không nhé. Giờ mình bắt đầu lần mò để khám phá anh em nhé. Và vấn đề ở chỗ ta không biết có tháo được nó hay không. Đây rồi, nắp đậy đây rồi. Nghe cũng không quá bí hiểm đâu anh em, nó vẫn có hai cái cạnh hai bên để chúng ta nhấc nó ra. Một cái lò xo cực kỳ lớn ở chính giữa. Đó. Và cái này cơ cấu chuyển động ở trên này không có cái gì tì xuống cả. Như vậy là chủ yếu ở dưới này. Một cái lá đồng chạy vòng quanh. Mình sẽ zoom xuống nhé để anh em nhìn cho nó rõ hơn. Đó. Zoom vừa phải không hề lại khó nhìn bởi vì mình mải nhìn xuống làm và mải nói có thể nó sẽ trượt ra khỏi cái khu vực quay. Đây. Chúng ta khám phá tiếp điểm của nó như thế này. Đây là một tiếp điểm và bên này một tiếp điểm nữa, hai tiếp điểm liền anh em nhé.
nó thật sự là đặc biệt, bởi vì hai tiếp điểm này nó sẽ làm tăng cái khả năng tiếp xúc tốt. Đó. Trong trường hợp mà cái tiếp xúc này có bị kém thì nó sẽ làm tăng tiếp xúc tốt, nhưng mà tôi cho rằng là cái lá đồng này là nó này đó. Nó kém mà nó oải ra. Bây giờ thì sau khi mà mình cọ này, đấy, mình cọ này thì mình đẩy cái lá đồng ở phía bên này này, cho nó ép vào một chút đó, để cho nó tăng cái khả năng tiếp xúc. Và bây giờ thì mình sẽ để nguyên như thế này thì nó sẽ luôn luôn nhấn này, mình sẽ đo để xem nó có thông hay không. Nha, chúng ta sẽ đo xem nó có thông hay không. Giá trị điện trở vẫn còn khá cao. Nó chập trực tiếp nó phải kêu như thế này. Như vậy là cái tiếp xúc ở tại trên cái mặt lá này nó vẫn chưa thật sự tốt này. À, tiếp xúc ở trên mặt lá này. Như vậy là chúng ta sẽ phải cạo ở cái mặt lá này nhiều lên một chút. Nhiều anh em hỏi rằng là nếu như mà mình cứ chia sẻ hết như thế này thì lấy việc đâu để mà làm. À, mình cũng trả lời luôn đối với các bạn, đấy chính là mình khi mà các bạn không làm được gửi đến để cho mình sửa, thì mình chia sẻ thật kỹ để cho tất cả những anh em khác có thể xem và sau đó để có thể sửa được. Và chính bản thân của bạn đã gửi đến cho mình cũng sẽ có thể tự sửa được. Đó. Và đấy mới chính là mục đích chính của mình. Mục đích chính chính là mình muốn chia sẻ để cho bất kỳ anh em nào cũng có thể tự sửa được. Còn chỉ trừ khi mà anh em không thể tự sửa được do cái điều kiện không có đồ hoặc là do không có thời gian, thì lúc đấy gửi thì mình sửa thôi, chứ còn mình không đặt mục tiêu là nhằm mục đích là để sửa thuê cho anh em. Bởi vì mình lấy tiền mỗi lần sửa này cũng rất là ít. Nó không đáng là bao nhiêu cả. Về mục đích chính của mình không phải là để kiếm tiền từ cái việc sửa chữa. Mình muốn chia sẻ để cho anh em có thể tự sửa được, cho anh em đỡ tiền đi. Anh em nhé. Nên là mong rằng là anh em nếu như muốn sửa thì chỉ cần để tâm để xem video thật thôi. Tôi không giấu giếm cái gì cả. Để anh em có thể tự xử được. Nó có hai điểm tiếp xúc mà lại tiếp xúc cũng vẫn rất kém như thế này. À, đây là đó. Anh em thấy tác dụng gì ạ? Sau khi mà mình cọ cái tiếp điểm thật nhiều lần thì nó đã tiếp xúc tốt này. Đó. Như vậy là nguyên nhân của cái này khi mà nó bị liệt phím bấm là do cái tiếp điểm nó tiếp xúc kém. Và chữa tiếp điểm tiếp xúc kém thì anh em vừa nãy đã nhìn mình làm rồi. Đơn giản chỉ là mình dùng cái mũi kim loại mình cọ đi cọ lại ở khu vực tiếp điểm để cho nó sạch và nó tiếp xúc tốt mà thôi, không có bí quyết gì ở đây. Không có gì khó khăn ở đây. Cho nên nếu anh em gặp tình trạng này, chúng ta có thể hoàn toàn có thể tháo ra và làm vệ sinh cho nó, làm vệ sinh theo cách tôi đang làm đây. Đó.
là nó hết liệt. Tất nhiên anh em lưu ý rằng là nguyên nhân gây liệt nó không chỉ là một cái này. Đó. Nó có thể là có nhiều nguyên nhân, bao gồm có đứt mạch đến đứt mạch đi, bao gồm có bị chết hỏng con diode kia. Thế nên với mỗi một nguyên nhân thì chúng ta sẽ khắc phục theo một cái cách khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ lại thử lắp ráp trở lại để xem là thành quả. Sau khi lắp ráp vào rồi mình lại đo một lần nữa xem nó ok hay không ok trong trạng thái không nhấn. Đó, trong trạng thái không nhấn thì nó không thông này. Trạng thái nhấn nha, bây giờ mình sẽ để trạng thái nhấn nha. Mình sẽ dùng tay mình đè nó xuống. Sau đó thì đo. Ăn rồi anh em ạ. Ok, cách chữa là như vậy. Chúng ta sẽ dã hàn. Sau đó thì chúng ta tháo ra và chúng ta sẽ làm vệ sinh tiếp điểm. Cuối cùng thì chúng ta lắp trở lại. Sau khi lắp trở lại, chúng ta sẽ tiến hành hàn. Đây, chúng ta vừa xả con này. Bây giờ sau khi đã lắp trở lại rồi thì chúng ta hàn nó lại. Và với chỉ với phương pháp đo như thế thôi, mình đã xác định được là đã chữa hoàn thành cái phím này, phím niệt này. Được rồi, ok rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình test lại cái thành quả của cái phím này. Sau đó mình sẽ sửa tiếp đối với các phím khác. Và tất cả những cái đặc điểm của cái phím này cũng như là cái cách chữa thông thường nhất của phím này mình đã chia sẻ đến với anh em. Hy vọng rằng là video nó hữu ích với anh em nhé. Và chúc anh em xem video tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm để có thể tự xử với những chiếc bàn phím yêu quý của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ và thông báo đến các bạn bè của mình để mọi người được biết đến kênh để cũng có thể tự sửa được phím cơ cho mình, để tránh bị thiệt hại, tránh bị mất tiền khi không cần thiết. Cảm ơn anh em đã theo dõi.